Không, vừa gọi là có trên đây là nay công ty Hoàng Anh Tiến này đưa bộ khoản cho nhà bác trưởng này, nhà có cả một cái tủ rượu này. Đấy, anh em xem này, nhà không gian rất là đẹp này, toàn đồ gỗ không này. Bậm rượu này, tây luôn, từ tây tây luôn. Hàng rất là đỉnh cao, là đại gia của xã Hưng Lộc. Tôi nhắc trước. Đi về chiều làm. Ông cái này chưa bảo thôi anh.